Kính mời Huynh Quát Tha Ná. Mến mời Cẩm Vân. Và mời tất cả quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Và xa thú mời Rạng Đông cầm mic đầu tiên nha. Xa thú chị Nhật Quỳnh, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 126. Gặp pha mê kê u bát chan tí ni ra dặn pa pa cầm mi nô sắc gần su ga ti nô dặn tí pa ri ni bàn tí a na sa hoa. Gặp pha mê kê u bát chan tí ni ra dặn pa pa cầm mi nô sắc gần su ga ti nô dặn tí pa ri ni bàn tí a na sa hoa. Gặp pha mê kê u bát chan tí ni ra dặn pa pa cầm mi nô sắc gần su ga ti nô dặn tí pa ri ni bàn tí a na sa hoa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Gặp pha mê kê ô bát chan tí ni ra dằn bà ba cầm ni nô sát gần su ga ti nô dằn tí pa ri ni bàn tí a na sa hoa. Nhiều kẻ sanh thú thai bào, bốn đường đau khổ đón chào ác nhân. Người lành thiên giới du nhàn, còn người vô nhiễm niết bàn tính cư. Bản dịch của Hòa Thượng Duy Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sip Trần Đông. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Thầm Mà Dạ, Nam mô Sân Khà Dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài câu pháp cú số 126. Gáp phá mê kê úp pháp chan tí ní rá văn pa phá cầm mí nô sắp gần xú gá tí nô dành tí pa ri ni pan ti a na sa wa. Gáp pa me ke up pa cham ti ni ra yan pa pa cam mi no sắc gan yu ga ti no yan ti pa ri pan ti a na sa wa. Gặp bá mê kê úp bát chan tí ní rá dân bà bá cầm mí nô sắc găng xú gá tí nô dàn tí bá rí ní bàn tí á na xá hoa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Nhiều kẻ sanh thú bào thai, bốn đường đau khổ đón chờ, đón chào ác nhân. Người lành thiên giới du nhàn, còn người vô nhiễm niết bàn tỉnh cư. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Huynh Quát Tha Ná. Sa thú lành thay Xích Cẩm Vân. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵng Kha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng,
Kính đại lễ đại đức Minh Thành, kính đại lễ đại đức Tề Đức, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin được kể trình pháp cú số 126. Dạ cảm ơn Quang Thanh Xích Rạng Đông cho biết nghe rõ. Xích Nhật Huỳnh nhé. Gapha me ke upat chanti nirayang papakam mino sakang sugati no yanti parinibanti anasava. Gapha me ke upat chanti nirayang papakam mino sakang sugati no yanti parinibbanti anasava. Gapha me ke upacanti nirayang papakammino sakkang sugati no yanti parinibbanti anasava. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Dịch của Ngài Minh Châu. Nhiều kẻ sanh thú bào thai, bốn đường đau khổ đón chào ác nhân. Người lành thiên giới du nhàn, còn người vô nhiễm niết bàn tịnh cư. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức Nam Mô Phật Tha. Dạ. Dạ, Quang Thanh xin chờ một chút để cho cung thỉnh Đại Đức Tế Đức kể trước nha. Quang Thanh hoan hỉ nha. Dạ, kính cung thỉnh Đại Đức Tế Đức ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh pháp cú câu số 126 ạ. Gapphame ke upacchanti nirayang pa pakkammino sakyang sugatino yanti parinibbanti asa ti ana sawa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhiều kẻ sanh thú thai bào, bốn đường đau khổ đón chào ác nhân. Người lành thiên giới du nhàn, còn người vô nhiễm niết bàn tỉnh cư. Là bổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kể. Gapphameke upacchanti nirayang papakammino sakkang sugatino yanti parinibbanti anavasa sawa. Gapphameke upacchanti nirayang papakammino sakkang sugatino yanti parinibbanti anasawa. Gapphameke upacchanti nirayang papakammino sakkang sugatino yanti parinibbanti anasawa. Dạ con xin hết ạ. Con xin tạm biệt lại cho đạo tràng. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và đại đức Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 126. Gặp pha mê kê u bách trần ti ni ra rằng bà kama ka ni ra rằng bà ba cầm mi nô sắc gằng sugati nô ran ti barini bàn ti a na sa quả. Gặp pha mê kề u bách trần ti ni ra rằng bà ba cầm mi nô sắc
gằng suga ti nu ran ti barinit bàn ti an na sa hòa. Một số sinh vào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Đấy của bạn dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Gặp phá mê kê ủ bánh chân ti ni ra răng ba bà cam mi nô sang găng su ga ti nô răn ti ba ri nín ban ti a na sa hoa. Gặp phá mê kê ủ bánh chân ti ni ra răng ba bà cam mi nô sắc găng su ga ti nô răn ti ba ri nít ba ni ti a sa hoa. Nhiều kẻ sinh thú thai bào, bốn đường đau khổ đón chào ác nhân. Người lành thiên giới du nhàn, còn người vô nhiễm niết bàn tịnh cư. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc và kệ xong, con xin xuống mic. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Văn Thanh. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm về vào đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh thấy Xuân Lan vào đạo tràng rất là nhiều lần rồi. Nhật Quỳnh không biết Xuân Lan là tu nữ hay là cư sĩ, và chưa từng thấy đưa bàn tay lên. Và hôm nay đạo tràng hơi vắng những dòng kệ vàng, nên Nhật Quỳnh kính mời Xuân Lan có thể đưa bàn tay lên để ôn bài được không ạ? Và cũng như cho đạo tràng biết được là tu nữ hay là Phật tử. Dạ. Và Xuân Lan có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, nếu nghe được âm thanh Nhật Quỳnh cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Hà Giá. Dạ, sa thú kính cảm ơn anh chị Phan Quang Liêm. Dạ, Xuân Lan có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nếu nghe được cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Rồi. Nha, Xuân Lan nghe Nhật Quỳnh mời chạy luôn ơi, dạ, răng đông ơi. Dạ, nhà Quỳnh quá tham đắc. Dạ, thôi bây giờ thì con xin phép được ôn bài. Dạ, thấy dạ, Xuân Lan vào đạo tràng rất là nhiều lần, mình không biết tu nữ hay Phật tử nên dạ, mời để cho biết. Biết rõ ràng hơn để mình chào cho phải lẽ thôi, dạ. Cảm ơn Minh Quách Hà Ná cho bài học. Nhà Nhật Quỳnh xin ông mày bài trước ạ. Sắp pha mê kê ức bát chàn ti ni ra dàn bà bác cầm mi nờ sắp gần sư gà ti nờ dàn ti ba ri ni bàn ti an nà sa hoa. Gặp pha mê kê ước bát chàn ti ni ra dàn bà bác cầm mi nờ sập gần sư gà ti nờ dàn ti bà ri nịp bàn ti an nà sa hoa. Gặp pha mê kê ước bát chàn ti ni ra dàn bà bác cầm mi nờ sập gần sư gà ti nờ dàn ti bà ri nịp bàn ti an nà sa hoa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Gặp phả mê kê ưu bản chánh tí, nị ra văn ba,
Bà Cẩm Mi Nô Sập Gẫn Su Ga Tì Nô Gan Ti Ba Ri Nip Ban Tì Anna Sa Hoa Nhà Phá Mê Kê U Bát Chánh Tì Nê Ra Văn Ba Bà Cẩm Mi Nô Sập Gẫn Su Ga Tì nô gian tì bà rì nịp bàn tì an à sa hoa. Nhiều kẻ sinh thú thai bào, bốn đường đau khổ đón chào ác nhân. Người lành thiên giới du nhàn, còn người vô nhiễm, niết bàn tỉnh cư. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và Nhật Quỳnh đọc ba lần kệ mà cũng không thấy một vị nào mới vào đạo tràng, và cũng chưa thấy đại đức Minh Mẫn vào đạo tràng nữa. Và bây giờ Nhật Quỳnh mời Rạng Đông nha, mời bạn trai Rạng Đông, Rạng Đông cứu bồ đi Rạng Đông. Alo, Nhật Quỳnh biết Rạng Đông đang ở trước máy kìa, cứu bồ Nhật Quỳnh đi. Dạ, mời Rạng Đông nghe. Sư chúng con đã ôn bài xong, và bây giờ chờ sư vào. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh kính cảm ơn, và con kính tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài Pháp Quốc Kinh số 126. Nhật Quỳnh kính cảm ơn sư Trần Đông Quỳnh Quát Tha Ná Cẩm Vân và Quang Thanh đã hoan hỷ lên ôn bài. Và bây giờ con đã thấy sư vào rồi, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu để con cung thỉnh pháp sư. Dạ, con tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tha Sa Nam mô Ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa na mo ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc cha ngài dời chân sanh. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn. Một lòng chăm thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng,
Tịnh Ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng biêu sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 127. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sa thủ đành thay con kính nhân minh đến sư ạ. Dạ, sa thủ lành thay kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Ồ, âm thanh hơi nhỏ. Âm thanh nhỏ thì mình chỉnh cho nó to lên. Rồi, giờ chắc là ok rồi. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú với câu kệ số 127. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ 127 gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Na Antalik Khe Nasamut Damache Na Antalik Khe Nasamut Damache. Đoạn thứ hai: Na Pappa Ta Năng Vipa Rằng Pavisa Na Pappa Ta Năng Vipa Rằng Pavisa. Đoạn thứ ba: Nawicchati so jagati padeso Nawicchati so pagara pagati padeso. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Yathatthi to muccaya papakamma Yathatthi to muccaya papakamma. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng. Đoạn thứ nhất của câu kệ chúng ta thấy gồm có 4 từ. Trong 4 từ này chúng ta thấy có 2 từ giống nhau, ná ná. Ná đây là một bất biến từ phủ định, có nghĩa là không. Từ thứ hai, antalikhe. Antalikha chia theo cách thứ 7. Cách thứ 7 còn gọi là định sở cách. Cách thứ bảy đó thì mình thêm, khi mà mình dịch đó, mình thêm vô một cái trạng từ trên, trong, dưới, ở, tại, giữa. Anlikha là hư không hay là bầu trời. Rồi từ cuối cùng, Samuddhamacche, đây là một hợp từ chúng ta tách ra Samuddha cộng với là Macchha. Macche là chia theo cách thứ bảy số ít. Samudra là biển, còn chữ Macche là giữa, trung. Macchimanikaya là trung bộ kinh. Tiếng Hán dịch là trung, còn tiếng Việt của mình dịch là giữa. Samuddhamacche là ở giữa biển. Samuddhamacche là giữa biển.
Rồi đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai của câu kệ. Chúng ta thấy gồm từ từ đầu tiên ná là một phủ định từ, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên. Từ thứ hai papata năng là papata mà chia theo cách thứ sáu số nhiều là sở thuộc cách, sở thuộc cách số nhiều. Papata là núi. Papata có nghĩa là núi. Rồi papata thôi chứ không phải là papata ná đâu. Papata mà chia theo cách thứ sáu số nhiều thành ra nó có cái hình thức là a năng, papata năng. Nếu mà số ít là papata sắc. Từ tiếp theo quý quá răng. Quý quá răng là quý quá rá mà chia theo đối cách, tức là cách thứ hai. Quý quá rá có nghĩa là cái khe hoặc là cái hang, khe hay hang. Vậy là papata năng quý quá răng là cái khe của những ngọn núi hay là cái hang của những ngọn núi. Từ cuối cùng có quý xá. Pawisa đây là một cái bất biến quá khứ phân từ của động từ pawisati. Mà pawisati đó thì có nghĩa là đi vô trong hay là đi vào. Thì ở đây là bất biến quá khứ phân từ, thành ra mình dịch là sau khi đi vào hay là sau khi đi vô trong. Hoặc là mình dịch là đã đi vào rồi, đã đi vô trong rồi. Đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có năm từ từ đầu tiên ná. Đây cũng là một từ chúng ta đã lấy nghĩa ở trên. Từ thứ hai, Wichati, đây là động từ. Cái động từ này nguyên thể hay là nguyên mẫu của nó đó là Wichati. Nhưng mà có lẽ ở đây vì văn phong của bài kệ cần phải có trường âm. Do đó cái chữ Wichati này đã mới biến thành là Wichati. Và chúng ta thường bắt gặp cái hình thức này ở trong các cái thể thơ. Wichati có nghĩa là tồn tại hay là có, hay là tìm thấy được. Rồi chữ xô. Chữ xô thông thường đó thì chúng ta sẽ hiểu theo cái nghĩa là nhân xưng đại danh từ người thứ ba số ít. Ta chia theo số ít đó, thành ra nó có cái hình thức là xô. Nhưng mà chữ xô này nè, chữ tá đó đó cũng có cái chức năng đó là chỉ định đại danh từ. Thì trong trường hợp này chữ tá đó đó là chỉ đại chỉ định đại danh từ chia ở ngôi thứ ba số ít. Thành ra mình dịch cái chữ xô này đó là ấy hay là đó. Bổ nghĩa cho cái từ ở đằng sau đó là chagaratipadeso. Từ tiếp theo chagaratipadeso. Chagatipadeso, đây là một hợp từ chúng ta tách ra chagati cộng với là padeso, padesa, padesa mà chia theo chủ cách ngôi thứ chủ cách số ít, tức là chia theo ngôi thứ nhất số ít, nó đồng cách với cái chữ số, cũng đồng số với chữ số, ngôi nhất là giống nhau, số ít là giống nhau. Chagati có nghĩa là
Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch đó là đời ha. Mà chữ cá tí này, chữ cá tí này có nghĩa đó là quả địa cầu. Quả địa cầu. Rồi mình lấy nghĩa nào cũng được, mình hiểu đó là đời hay là quả địa cầu ở đây đó là chỉ cho cái vật chất gồm có đất, đá, sông, ngòi, rồi là hư không. Hết tất thảy đó. Pa đề xá, pa đề xá có nghĩa là một cái điểm hay là một cái chỗ nào đó. Ví dụ như ở trong cái bài kinh Mangala đó, có cái đoạn đó là ở trú xứ thích hợp đó. Thì trú xứ là pa đề xá, chỗ là pa đề xá. Thành ra là pa đề xá đây đó có nghĩa là một điểm hay là một chỗ nào đó cụ thể rõ ràng. Vậy thì Jagatipadesa đó là một cái chỗ nào đó đó. Dạ xin lỗi quý vị chút xíu. Dạ nghe anh ơi. À con ạ. Con thúc thúc tê lên anh con ạ. Ở đâu? Ở Trà Vinh F0 rồi, ở đây xuống dưới xa lắm á. Ở đây chuyển xuống dưới xa lắm. À rồi rồi rồi, khi nào anh lên đây rồi rồi rồi. Không, trị F0 đó thì có thuốc trị F0. Có. À có. Rồi bây giờ xin phép anh tí hay là đang giảng pháp tí rồi đáp có gì rồi. Xin sám hối chư tôn đức, xin sám hối toàn thể quý vị. Dạ yeah. Rồi chúng tôi nói chuyện với một cái vị tỳ kheo ở chùa này đang về Trà Vinh mà quên tắt cái mic, chắc có lẽ bà con nghe hết rồi. Chư tăng ở dưới đang bị nhiễm nhiều. Chúng tôi đó thì có quen biết một vài Phật tử, họ cũng sẵn lòng hoan hỷ để cúng dường thuốc trị COVID đến người tu. Vị này mới báo là ở dưới chư tăng F0 nhiều quá. Quý vị thấy ha. Cái tai họa cũng liên quan tới cái câu kệ này nè, xin thú vị. Cái tai họa nó đến lúc nào, nó đến ở đâu, đến bằng cách gì, đâu có ai biết đâu ha. Yeah. Rồi thôi, cái vấn đề đó lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong ý nghĩa của cái câu kệ. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái phần từ vựng tiếp theo. Rồi như vậy cái từ Jagatipadeso có nghĩa đó là một cái chỗ, một cái chỗ nào đó đó ở trên cái quả địa cầu này, hay là một chỗ nào đó, đó ở trên đời này. Thì cái chỗ đó, đó có thể đó là ở dưới nước nè, ở trên hư không nè, hoặc là ở trên mặt đất. Chúng ta hiểu là vậy. Rồi đến cái đoạn tiếp theo. Đoạn tiếp theo là đoạn thứ tư. Yeah. Đoạn thứ tư chúng ta gồm có ba từ đầu tiên. Giáp thách thi tô. Cái từ này chúng ta có thể tách ra là giáp thá cộng với là thí tá. Thí tá đây là một cái quá khứ phân từ của động từ, đó là nếu mà nói cho nó đủ ha, thì nó là tích thích tí, là đứng, đứng hay là trụ á. Đó mà nó từ cái căn là thí. Thành ra là thí tá đó là quá khứ phân từ của cái động từ tích thích tí, là đứng hay là trụ.
Còn chữ giáp thá đó là một cái trạng từ. Nếu mà nó đi theo một cái cụm gọi là cụm thành ngữ trạng từ đó là giáp thá tắp thá, là chỗ nào chỗ ấy, hay là bất cứ chỗ nào thì bất kỳ chỗ ấy. Thành ra chữ giáp thá ở đây đó là bất kỳ chỗ nào. Mà chữ thí tô đó, đó là trụ hay là đứng. Thành ra cái cụm từ giáp thách thí tô đó là trụ hay là đứng ở cái chỗ nào đó, đó. Chữ thí ta, thí tô ở đây đó chia theo chủ cách số ít, xin thưa quý vị. Chia theo ngôi thứ nhất số ít. Đó là chỉ cho cái người, chúng sinh đứng bất kỳ chỗ nào, hay là trụ bất kỳ chỗ nào, trong nước nè, trong hư không, hay là trên mặt đất. Rồi từ tiếp theo, mút chay giá. Mút chay giá là mút chất tí, mà chia theo khả năng cách ngôi thứ ba số ít. Đó là chia theo chữ dắt thất thiết tô, hoặc là cha ga tiếp ba đê xô là ngôi thứ ba số ít. Mút chất tí có nghĩa đó là ra khỏi hay là thoát khỏi. Rồi mút chất tí cũng có nghĩa đó là giải thoát. Thì ở đây khả năng cách mình dịch là có thể ra khỏi, có thể thoát khỏi. Rồi từ cuối cùng papakamma, từ này quen hay xin thưa quý vị. Papakamma chia theo cách thứ năm, tức là xuất xứ cách. Xuất xứ cách nó có cái hình thức là asma. Thì papakamma đó là mình dịch đó là nghiệp ác hay là việc làm xấu. Mà xuất xứ cách tức là ra khỏi, rời khỏi, thành ra mình dịch thêm chữ là từ cái nghiệp ác hay là từ nơi nghiệp ác. Rồi xin thưa với toàn thể bà con chúng ta, cái câu kệ pháp cú số 127 này nè, chúng tôi thấy cái bản dịch kệ của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu đó rất là sát nghĩa nè, rồi cũng rất là hay rồi. Thành thử ra đó là chúng tôi xin được không có dịch văn xuôi. Văn xuôi của chúng tôi thì không có hay lắm. Muốn hay đó là sau khi dịch viết ra giấy xong rồi bắt đầu phải là gọt giũa từ ngữ lại nữa thì nghe nó mới hơi được. Còn bây giờ chúng tôi mà dịch miệng là gọi là dịch chạy đó thì chắc là không có hay hơn cái bản dịch này của ngài Hòa thượng Minh Châu đâu. Do đó đó mình lấy cái bản dịch này của ngài. Không trên trời giữa biển, không lấn vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Rồi kính tri ân cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng của câu kệ pháp cú số 127. Tiếp theo chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và học về ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho pakkawa buddhang pakkawantang abhivademi swakkhato pakkawata dhammo dhammang namassami suppatippanno pakkawato sawakka sangho sangkhang namami namaturatana tayassa
Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Rum Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số Pháp Cú số 127. Câu kệ này cũng đang còn nằm trong phẩm A Pháp Quốc Cá phẩm ác. Câu kệ này được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Nát, và đề cập đến ba nhóm tỳ kheo. Tức là mình hiểu đó qua cái sự thuật lại, trình bày lại cái duyên cớ duyên sự của ba nhóm tỳ kheo đến Đức Thế Tôn khi đó Ngài đang ngự tại chùa Chê Tấu Ná đó. Rồi nương theo đó Ngài học, Ngài đọc, hay là Ngài dạy, hay là Ngài thuyết lên cái câu kệ này. Ba nhóm tỳ kheo đó, đó là xin thưa với quý vị đó, nhiều lần chúng tôi trình bày đó, thì khi mà Đức Thế Tôn còn tại tiền bây giờ đó, các vị tỳ kheo mà sau khi xuất gia xong sẽ đến gặp Ngài xin đề mục tu hành. Rồi sau khi nhận đề mục tu hành xong đó, chư tỳ kheo mới đi đến các cái xứ thích hợp với cái căn cơ cá tính của mình để mà thực hành sám môn pháp. Có thể đó là trong mùa hạ nè, hoặc là có thể đó là cái các cái hai mùa còn lại bình thường đó. Thì khi mà chư tăng đi thực hành sám môn pháp ở nơi xa một thời gian vậy đó, thấy nè có kết quả thì chư tăng về mét lại, mình nói theo cái kiểu ngôn ngữ thông thường đó, mét lại hay là trình lại cho Đức Thế Tôn, giống như đó là mình thành tựu được cái gì đó, cái mình về mình khoe với cha với mẹ của mình để cha mẹ của mình mừng. Hoặc là chư tỳ kheo qua quá trình mấy tháng đó, tu hành mà thấy không có tiến bộ, tức là thấy nó có cái gì đó nó lấn cấn thì cũng về trình bày lại Đức Thế Tôn, để nương theo đó Đức Thế Tôn Ngài gỡ rối tơ lòng chó. Từ đó đó mà Ngài chỉ điểm, Ngài chỉ cho một số vấn đề, rồi qua đó đó chư tăng sẽ có được sự tiến bộ. Thì ba nhóm tỳ kheo này cũng vậy, cũng xin đề mục từ nơi Đức Thế Tôn, rồi đi các cái xứ khác thực hành sám môn pháp. Nhưng mà rồi không biết làm sao đó, cả ba nhóm này nè đều đi về cùng một lượt. Nhưng mà trên ba cái con đường khác nhau. Thì nhóm thứ nhất đó là đi, khi mà đi về đó, cái bắt đầu đó là đi ngang qua một cái khu làng. Lúc đó đó là thiện nam tín nữ ở trong cái khu làng đó đó thấy vậy, cho nên đó là mới thỉnh chư tăng vào ngồi ở nơi nhà khách để mà họ cúng dường cháo, là thực
phẩm dùng buổi sáng, lúc đó là chưa có giờ trưa, giờ đồ ngọ. Cúng dường xong cái họ mới ngồi lại với nhau để mà nghe Chư Tăng giảng dạy giáo lý. Thì trong khi mà bà con thiện nam tín nữ ngồi nghe pháp nè, Chư Tăng đang giảng dạy Phật pháp đó, thì cũng có một số người, người ta làm cái công việc hậu cần là nấu nướng thức ăn để cúng ngọ đến Chư Tăng đó. Thì lúc bấy giờ có một bà hay là một cô gì đó, mình hiểu đó là hơi hậu đậu làm sao đó, nấu cái để lửa nó văng tứ tóe làm cháy cái mái nhà. Thì thời xưa đó nhà người ta là bằng tranh, do đó khi mà cháy mái nhà vậy đó là cái mái tranh đó nó cháy. Lúc đó có gió thì một cái mảng mảng tranh đó, đó nó bay lên hư không. Và cũng một cái sự trùng hợp lạ lùng là khi cái mảng tranh cháy đó bay lên hư không thì lại có một cái con quạ bay ngang qua, và cái mảng tranh đang cháy đó nó quàng vào cái cổ của con chim quạ, cho con chim quạ đó bị cháy chết, rớt xuống ở ngôi làng, rớt xuống ở ngôi làng. Thì lúc đó đó chư tỳ kheo vị nào mà không có đang giảng pháp đó, dĩ nhiên giảng pháp đó thì mình phải chánh niệm để nhớ câu cú nè, nhớ ý pháp để mà giảng. Còn những ai mà không có giảng pháp đó thì xin thưa quý vị đó là cửa mắt nè, cửa tai, nói chung là sáu cửa đều đang hoạt động bình thường. Do đó đó cái cửa nào mạnh, xin lỗi, cái cảnh nào mạnh thì nó sẽ đối chiếu hay nó đập vào cái cửa đó liền. Thành thử ra đó là chúng ta mình hiểu là không có đang giảng pháp hay là ngồi chờ độ ngộ đó, mục kích thấy cái hiện tượng đó đó. Thì nếu mũi vậy ha, nếu mà bà con chúng ta ở đây nè thấy vậy đó thì mình sẽ xử lý như thế nào? Có thể mình nói trời ơi, tội nghiệp con bà quá. Có thể vậy. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, cái vị tỳ kheo đó đó mới nghĩ như thế nào? Các vị tỳ kheo đó, đó cũng khởi lên cái ý nghĩ giống vậy, tức là cũng khởi lên cái tâm bi đối với chúng sinh đang khổ. Các vị đó cũng tốt ra lời là tội nghiệp thay. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, cái lời tốt nghiệp thay đó, đó còn chứa đựng một cái sự hiểu biết rõ ràng ở trong đó, đó rằng là con quạ đó đang bị cái quả khổ, tức là cái quả khổ đến thời kỳ trổ sanh cho cái con quạ đó. Nhưng mà các vị này đó thì lại không có biết do nhân gì, duyên gì khiến cho cái loại quả này nè nó trổ sanh đến cho cái con quạ. Và các vị cũng hiểu ra rằng đó chỉ có Đức Phật thì Ngài mới hiểu rõ được cái nhân và cái duyên. Và khi mà hiểu vậy đó thì các vị này sẽ gửi khởi lên cái kinh cảm gì, xin thưa quý vị? Kinh cảm sợ hãi đối với cái quả khổ và đối với cái nhân khổ, tức là đối với quả bất thiện và nhân bất thiện. Quả thật là khủng khiếp thay, quả bất thiện khủng khiếp thay, nhân bất thiện. Và xin thưa quý vị đó, khởi lên cái ý vậy đó là đúng đắn đó. Chứ còn trong trường hợp đó đó mà mình
đông quá, giờ làm sao đây, ví dụ vậy. À, thì lúc đó, đó cái tâm của mình sẽ bấn loạn. Và khi mà các vị đó khởi lên cái ý nghĩ vậy đó, chỉ có Đức Thế Tôn mới giải bày được. Cho nên đó là gì? Mình sẽ hỏi Đức Thế Tôn. Đó là nhóm tỳ kheo thứ nhất. Nhóm tỳ kheo thứ hai đó là trên đường về chùa Kỳ Viên để đảnh lễ Đức Thế Tôn đó, thì là nhóm này là đi bằng bằng thuyền. Đi bằng thuyền. Và khi mà thuyền đi ra giữa biển đó, thì không biết sao đâu cái chiếc thuyền đó nó không có chịu đi nữa. Nó nằm lì vậy đó. Đó thì lúc bấy giờ đó cái hành khách ở trên thuyền đó người ta mới xôn xao bàn tán, không biết có ai xui xẻo đen đủi gì ở trên cái chiếc thuyền này không. Không biết là có ai đó là cái nghiệp quá nặng không, khiến cho cái chiếc thuyền này đó nó không có đi được nữa. Hồi xưa đó xin thú vị. Hay có cái kiểu vậy nè, cái hiện tượng vậy nè. Gặp cái sự kiện gì đó mà nó khác khác nè, nó là lạ đó, mà nó xảy đến trong nguyên một nhóm đó, thì người ta thường nghĩ đó, ở trong cái nhóm này là có một người nào đó đó, cái giống như kiểu là cái số của họ tới rồi, hay là cái số của họ đen đủ lắm 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 đó, thành ra đó mới có cái sự cố xảy đến cho vậy. Đó thì khi mà tất cả các người đều khởi lên cái hoài nghi cái ý nghĩ này đó, thì lúc đó họ sẽ cho bốc thăm. Cho bốc thăm để tìm ra cái người đen đủ nhất, tìm ra cái người xấu nhất, người xui xẻo nhất, để loại bỏ cái người đó ra khỏi nhóm, khỏi đoàn. Thì lúc đó, đó nhóm hay đoàn đó, đó sẽ được an ổn. Bắt đầu đó là tất cả mọi người cùng bốc thăm. Thì cái bà vợ của cái ông thuyền trưởng đó bọc dính cái thăm ba lần, chứng tỏ đó là gì? Bà này bà xui xẻo quá. Cái số đen của bà này đó là xem như là đen không có thể nào mà đen hơn được nữa. Thì khi xác định được đó là cái chiếc tàu nó không có đi được đó là do cái sự xui xẻo của bà này mang lại. Cho nên tất cả đồng loạt đó là gì? Bỏ bà này đi. Bỏ bà này đi. Quăng bà xuống biển. Nhưng mà cái ông thuyền trưởng đó thì ổng lại sợ đó. Khi mà quăng xuống biển vậy thì bà này bà có thể nổi lên. Thấy hải hùng khiến cho người khác đó cũng khiếp sợ nữa. Cho nên nó mới kêu người ta đó là buộc cái vật nặng vô người của cái cô này, rồi quăng xuống biển để cho chìm xuống dưới luôn, đừng cho ai thấy cái sự hãi hùng khủng khiếp của cái cô kia. Đó thì người ta làm theo vậy, rồi người ta quăng xuống. Thì xin thưa quý vị đó, mọi người làm xong vậy đó thì quý vị đó là kết quả như thế nào? Dĩ nhiên chiếc thuyền đi êm xuôi rồi. Đó thì lúc đó đó các vị tỳ kheo cũng đi trên thuyền này xem thú vị. Đó thì theo quý vị đó, quý vị có thể khởi lên cái ý đó, vậy tại sao Chư Tăng không có khuyên can để mọi người đó là quăng cái cô kia xuống biển vì cổ chết rồi. Quý vị có nghĩ vậy không? Xin thưa. Nếu như mà mình có cái ý nghĩ vậy đó, rồi mình thắc mắc. Cái mình nói đó, Chư Tăng không có tâm từ, không có tâm bi để cho người ta giết cái cô kia. Đó, thì lúc đó quý vị sẽ phải hỏi ngược trở lại.
cái hiểu biết của mình về vấn đề nhân quả nghiệp báo tới đâu. Thứ hai, cái sức ảnh hưởng của mình á, đối với mọi người ở trong cái chiếc thuyền đó, đó tới đâu. Nhắm mình tế độ được hết người ta không? Nhắm đó là tất cả mọi người đó, đó đều nghe theo lời của mình hay không? Nếu họ không nghe theo lời của mình thì lúc đó, đó hậu quả gì sẽ xảy đến cho mình? Mình phải biết người biết ta, biết mình như thế nào, chứ không đó mình mà yếu rồi ra gió một cái đó là trúng gió liền á. Đó là tế độ người ta đâu không thấy, mà có khi đó bị người ta tế ngược trở lại. Chư Tăng thấy vậy đó, thì chư Tăng sẽ khởi lên cái ý nghĩ sao xin thú vị. Cũng giống như là cái câu chuyện trước, quả thật là gì? Cái quả của ác nghiệp đó khủng khiếp. Cái nhân đó, ác nghiệp đó, khủng khiếp quá. Và vấn đề này nè, chỉ có Đức Phật mới biết thôi, chứ còn mình không biết được. Thì thôi, mình nên về chùa gặp Đức Phật hỏi cho ra lẽ. Thì trong trường hợp này nè, các cái vị tỳ kheo này nè, giữ cái quan điểm đối với cái trường hợp xảy ra đó là như thế nào sẽ thú vị. Mình nhắm mình không tế độ được người ta thì thôi, có để cho người ta tế độ ngược trở lại. Thì lúc đó đó mình phải giữ mình ở cái trạng thái xả từ bi. Mỗi chúng sinh có cái nghiệp riêng. Phải không xin thú vị? Đây, bà con chúng ta học giáo lý Phật cũng nhiều rồi đó, học tứ vô lượng tâm đó là cũng có khi đó là đọc đi đọc lại cũng mấy chục lần rồi đó. Đó, mà chúng ta có ứng dụng không? Có thấy ra được cái khía cạnh này không? Mình xin thưa quý vị, một cá nhân mình, cá nhân của mỗi một người mình đó, tri kiến sự hiểu biết của mình hàng hẹp vô cùng, chỉ là một cái hạt cát ở trong sa mạc cát bao la thôi. Cái vấn đề mà nhân quả nghiệp báo này nè, thì nó là ôi thôi vô cùng tận, mình không hiểu không biết hết đâu. Mà không hiểu không biết hết vậy đó, mà mình làm đó thì là làm bằng vô minh. Còn người khác mà người ta nhìn vô đó, người ta đánh giá, người ta nói mình đó, thì người ta nói mình là làm tài lanh nè. Đó, thì lúc đó khổ chấp trần khổ, trầm chấp khổ. Thành ra tốt không hết. Lúc đó mà khôn ngoan nhất đó là giữ trạng thái xả tâm. Mỗi chúng sinh có nghiệp riêng. Cái nghiệp đó, đó quyết định cái số phận của họ. Giả sử như đó mà mình bị liên quan thì là cộng nghiệp của mình, đành chịu, đành chấp nhận. Đó là nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba đó là gồm có bảy vị. Bảy vị này nhập hạ ở một cái nơi xa, rồi sau khi mà mãn hạ đó, đi về chùa Kỳ Viên để ý kiến Đức Bổn Sư. Thì trên đường đi về đó, thì về chùa không kịp, trời nó hơi tối tối rồi, thành ra các vị mới ghé vào một cái ngôi chùa dọc đường đó để xin nghỉ tạm. Thì ở trong cái chùa đó, đó chùa hồi xưa không phải giống giờ, chùa giờ đó là chùa to Phật lớn, chắc có lẽ đó là có nhiều chỗ để mà chư tăng là tá túc. Nhưng mà chùa xưa đó thì mình hiểu đó là không có chỗ, rất ít khách đi đó, thì hết chỗ đi, chỉ còn có một cái hang động mà. Đó, thành ra đó là bảy vị này mới được sắp xếp vào ở trong cái hang động đó đó. Cái hang động đó thì có nhiều chỗ nằm, nhưng mà chỉ có một cái hang, chỉ có một cái cửa đi ra thôi.
Đó thì khi mà các vị này vào trong đó nghỉ ngơi đó, thì đến nửa đêm có một cái tảng đá nó to ơi là to, từ ở trên núi đó nó lăn xuống, cái nó chắn nó bít mất cái cửa động đi. Đó thì bảy vị này đó mới xem như là bị nhốt ở trong. À, sáng ra cái chư tăng ở trong chùa nè, rồi bà con thiện nam tín nữ ở trong làng đó, quanh quanh chùa đó đó, đi ra xem thì thấy cái tảng đá nó chấn cái hang động rồi. Các vị chư tăng nằm trong hang động đó là bị mắc kẹt trong. Cái họ mới cố gắng kêu gọi người này người kia rất là đông đến để làm sao đó khiêng cái tảng đá đó ra cho được. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, thời xưa mà người ta làm bằng thủ công, làm bằng tay chân chứ đâu có máy cẩu máy kéo đâu giống như ngày nay đâu. Nếu mà máy cẩu máy kéo giống ngày nay chắc có thể đó là khiêng cái tảng đá đó ra được. Thì người ta làm thủ công vậy đó, cho nên loay hoay luôn 7 ngày trời, xin thưa quý vị, không có khiêng cái tảng đá đó ra được. Cho đến ngày thứ 7 đó thì tự nhiên cái tảng đá đó đó nó lăn đi cái chỗ khác, mở ra cái cửa hang động đó. Thì khi mà cái cửa hang động được mở ra đó thì là chư tăng bảy vị ở trong đó, đó được thoát nạn. Đó, cái lúc đó, đó các cái vị này nè cũng khởi lên một ý nghĩ vậy đó, cái quả ác này đó là của chúng ta. Quả ác nghiệp đó, thật là khủng khiếp. Chỉ có bậc đạo sư, chỉ có Đức Thế Tôn đó, thì mới hiểu, mới biết được là do cái nhân duyên gì khiến cho mình đó, bị cái quả ác này. Thì thôi, mình nhanh đi về chùa Kỳ Viên gặp Đức Thế Tôn để hỏi cho ra lẽ. Đó thì nhóm này mới rời khỏi ở đó, đi về chùa Kỳ Viên. Thì trên đường về đó gặp luôn hai nhóm kia. Bắt đầu đó họ mới về đến chùa Kỳ Viên đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi vấn an Đức Thế Tôn xong, bắt đầu chư tăng mới lần lượt hỏi lý do của ba cái sự kiện này. Đức Thế Tôn ngài mới tuần tự giải thích cái nguyên nhân của các cái sự kiện đó. Cái sự kiện đầu tiên đó là về cái con quạ. Thì Đức Thế Tôn ngài mới dạy, ngài nói này các tỳ kheo, cái con quạ tự nó đã tạo ra cái nghiệp ác, cho nên đó nó mới phải chịu cái quả báo quả ác như vậy. Ngài mới kể cái câu chuyện quá khứ, là trong thời kỳ quá khứ xa xưa ở thành Ba La Nại, có một cái ông nông phu. Ông này đó, ông huấn luyện bò hay là ông dạy con bò đó. Nhưng mà ông huấn luyện ông dạy hoài không có được, cái con bò này nó cứng đầu, nó lười biếng quá, chỉ nó đi vài ba bước rồi nó lại nằm, khiến cho cái ông nông phu này ông bực tức, ông khởi lên cái sân tâm, mày không nghe lời tao hả, tao cho mày đi luôn. Cái ông mới lấy rơm, ông quấn quanh cái cổ của cái con bò, ông đốt lên giống như là một cái cục lửa này, cục lửa to vậy đó. Thì cái con bò nó bị thiêu sống, nó chết. Do cái nghiệp đó, do cái việc làm đó, do cái ác nghiệp đó mà cái tiền thân là cái anh thanh niên đó, đó, cái anh nông phu đó, đó đã bị thiêu đốt ở trong quả ngục rất là lâu, lâu ơi là lâu, và cái quả nó còn dư sót, thành ra đó anh mới thay làm con quả 7 lần và cũng chết cháy trên hư không giống vậy.
Quý vị thấy không? Khởi lên một cái ác nghiệp đối với con bò, súc sinh hay sinh thú gì ha, giết nó chết. Phải lãnh cái kết quả đó là ở trong quả ngục đó. Lâu ơi là lâu. À, rồi sau khi thoát khỏi cái cảnh quả ngục lâu ơi là lâu đó đó, bị sanh trở lại làm quan. À, nhưng mà bị sanh trở lại làm quan đâu có yên nữa, đâu có làm đâu. Lại bị thiêu, bị đốt cháy trên hư không 7 lần vậy. Quý vị thấy không? Với con bò con lẫn mấy. Thì theo quý vị đó, cái đi buôn này nè, có nên không? Không nên chút nào. Tại vì lỗ nặng nề quá. À, giết con bò. À, đốt con bò chết, thiêu con bò có một lần nè. À, mà bị nè, sanh làm kiếp con quạ, bị thiêu trên không 7 lần. Cái đó là còn ít nữa. Bị thiêu trong quả ngục đó. Cái tuổi thọ trong địa ngục quả ngục đó thì thôi, xin thưa quý vị đó, tính bằng đại kiếp. Đó thì thành ra đó, cái đi buôn này đó. À, chớ nha sư thú vị, chớ đi buông cái theo cái kiểu này, cái loại này. Rồi cái sự kiện thứ hai là cái sự kiện mà người phụ nữ bị cột cái vật nặng rồi quăng xuống dưới biển chết chìm đó. Đó là trong thời kỳ quá khứ xa xưa tại thành Ba La Nại, bà vợ của một ông gia chủ nọ. À, thì cái bà hay là cái cô đó. À, cô này đó có một cái con chó đực. À, cái con chó đực này đó, tiền thân của nó đó là ba kiếp liền nó là chồng của cái cô này. À, thành thử ra cái con chó đực này đó, nó cứ đi kè kè theo cổ đi đâu nó đi đó, cổ đi đâu nó đi đó. À, vì cái tính luyến ái vợ chồng xa xưa đó, xưa vậy. À, thành ra đó là cô này đi đâu con chó đực đó, nó đi theo đó. À, mà mình phụ nữ có chồng rồi nè. À, mà có cái con chó đực nó to mà nó cứ đi theo mình hoài vậy đó, thì là làng trên xóm dưới họ nhìn vào đó họ cũng xâm si bàn tán, cũng mắc cỡ chứ, cũng khó coi. À, và nó cứ làm hoài vậy riết đó. Thì một hai lần á, bực bội của mình đó, xin thưa quý vị, nó còn ít ít được. Nhưng mà cứ làm hoài vậy đó, thì bắt đầu đó là cái cục tức, cái cục bực đó, ở trong lòng của mình đó. Nó thường cận y duyên, nó nhân lên vậy đó. Đó thì cái cục giận, cái cục sân đó, đó nó được tích lũy riết nó to lên, dẫn đến thành sân ác. Dẫn đến thành sân ác. À, nếu mà cứ để cái con chó này nó tồn tại đi lẻo đẻo theo mình hoài vậy đó, đó thì là cái gì, mình sẽ cứ phải bị đó là làng trên xóm dưới họ cứ sầm gì bàn tán, họ cứ chê bai này, họ nói quạnh nói khóe đó thì khó chịu quá. Đó, thành ra đó là cái sân, cái bực tức dồn riết nó trở thành sân ác mà. Cho nên đó là cũng mới khởi lên cái ý nghĩa là thối, giết quách nó đi. À, để mình khỏi có bực tức đó. Thì một lần nọ đó, cổ đem cơm ra cho chồng. À, thì cổ mới đem theo một cái bình giống như bình đựng nước vậy đó. À, nhưng mà thay vì đựng nước thì bây giờ cổ bỏ cát vô trong cái bình đó, cổ lấy một sợi dây cổ buộc đầu đó, buộc vô cái bình đó. Còn đầu còn lại đó, à, cái cổ ngồi trên cái mé sông mé ao đó, rồi cổ mắt cổ kêu con chó tới. Con chó này đó chồng má, nên tưởng đó là bây giờ đó cô này cổ thay đổi ý định đó, cổ đối xử mình tử tế thương yêu đó. Con chó nó mừng quýnh nó chạy tới. À, thì ai về đâu nó chạy tới, cổ chụp đầu nó, cổ lấy cái đầu dây kia, cổ buộc vô cái đầu của nó, cổ đẩy cái bình đầy cát đó xuống dưới sông. Thì theo quý vị đó là kết quả như thế nào? Con chó đi xuống dưới và chết chìm luôn.
Dạ, con chó đó chết chìm luôn. Đó. À, thì cái con chó đó nó chết xong đó. Là cái chết của con chó đó, đó là do cái ác nghiệp của cái cô này nè. Đây là sân ác nè. Dẫn đến đó là gì? Thân hình ác. À, cô này có tạo ra ý ác nghiệp nè. Rồi là thân ác nghiệp luôn. Thì do cái việc làm ác đó đó, cho nên là gì? Người phụ nữ đó đã bị thiêu đốt rất là lâu ở dưới địa ngục. Nhưng mà chưa hết, xin thú vị. Cái quả dư sót còn lại đó, đó. Thì cô này nè, khi mà sanh trở lại làm người đó, cũng bị người ta buộc theo cái kiểu đó là một đầu sợi dây đó là vô người. À, một đầu sợi dây đó để vô cái vật nặng để mà dìm cổ xuống dưới nước chết 100 kiếp. Kiếp xin thưa quý vị, 100 kiếp. Đó, quý vị thấy cái sự đi buông này đó, có nên hay không nên? Cô này còn hổ lỗ hơn nữa. Cái con quả đó thì chỉ có 7 kiếp, còn cái cô này đó tới 100 kiếp. Đó, đến câu chuyện thứ ba. Câu chuyện thứ ba đó là các cái vị tỳ kheo mà bị nhốt ở trong cái hang chịu đói chịu khát trong vòng 7 ngày đó. Sở dĩ mà như vậy đó thì là do tiền nghiệp. Vào thời kỳ xa xưa, lâu ơi là lâu, nơi thành Ba La Nại có 7 cậu bé là một đồng. Chăn, mình hiểu một đồng đó là chăn bò, chăn ngựa. À, thì 7 cái cậu bé này đó lập thành một cái đội đi chăn bò chăn ngựa. Thì đi chăn bò chăn ngựa vậy đó, 7 cậu này đi chung. Hết cái xứ này thì sang đến cái xứ khác, sang đến cái xứ kia, cứ 7 ngày sẽ quay lại cái chỗ cũ một lần. Sở dĩ vậy đó là 7 ngày sau đó thì cái chỗ này nè, cỏ nó mọc tươi tốt trở lại. Thì lúc đó, đó là bò ngựa nó có cái ngon để mà nó ăn. Vậy đó. Thì một lần nọ đó, khi mà các cái cậu này lùa bò dìa đó, để mai đi dẫn đi chỗ khác cho bò ăn đó, đó thì các cái cậu này mới thấy một cái con kỳ đà và rượt theo nó, định mà bắt con kỳ đà đó. Dĩ nhiên bắt làm gì đó thì mình chưa có biết. Nhưng mà các cậu này đó chạy theo bắt cái con kỳ đà. Và cái con kỳ đà nó chạy, nó thấy một cái gò mối, cho nên nó mới chui vô cái gò mối đó để mà trốn. Thì cái gò mối đó đó có 7 cái lỗ. Dạ, 7 cái lỗ. Thì cái lỗ đó này nó nhỏ thôi, cái tay của các cái cậu bé này đó là làm sao bỏ vô được để mà bắt cái con kỳ đà đó. Cho nên đó là các cái cậu bé này không có bắt được cái con kỳ đà. Thì mới bàn tán nhau hồi cái quyết định đó, giờ thôi mình bích 7 cái cửa, 7 cái lỗ này lại. Thì cái con kỳ đà nó sẽ ở trong đó chứ nó không chạy đi đâu hết á. Rồi mai tụi mình quay lại đây tụi mình bắt được nó. Quyết định vậy. Cho nên đó là 7 cậu bé này lấy 7 cái cây bích 7 cái lỗ đó lại. Nhưng mà xin thưa quý vị đó là theo thông lệ đó là ngựa bò đó ăn cái chỗ này một ngày, ngày mai đó đi chỗ khác. Đó, thì các cậu này quên bẵng, không có nhớ là mình rượt theo cái con kỳ đà đó đó, mình bắt cái con kỳ đà đó. Do đó là các cậu bé này dẫn ngựa bò đi xứ khác ăn. Và 7 ngày sau đó thì mới quay lại cái chỗ này. Thì khi đàn bò nó ăn, nó đi đến cái gò mối nó mới chợt nhớ ra. Bắt đầu các cái cậu bé này mới xúm lại nhổ mấy cái cây đó ra. Thì phát hiện cái con kỳ đà nó ngất ngư xin thú vị. Bị nhịn đói suốt 7 ngày mà làm sao không ngất ngư. Chưa chết là may lắm rồi.
Đó thì may thay lúc này các cái cậu bé đó nó thấy con kỳ đà nó ngất ngư vậy đó, nó chết vậy đó, mới khởi lên cái tâm bi mong cho chú em mày được an vui an lạc. Bắt đầu mới vuốt 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 đầu một cái thả đi đó, tức cũng còn cái hậu của sinh thiếu gì đó, chứ chưa có làm cạn đào ráo máng nữa, nhưng mà làm cạn đào ráo máng thì chắc là mệt nữa đó. À, thì con kỳ đà đó nó ngay lúc đó đó là nó chưa có chết. À, chứ còn sau đó thì là họ không biết nó sẽ nói gì. À, thì cứ nó chưa chết là được rồi. Nó chưa chết có nghĩa đó là bảy cái cậu bé này chưa có rơi vô cái nghiệp đó là sát. À, đó thì do cái nhân đó đó, xin thưa quý vị. À, do cái nhân đó đó mà các cái cậu bé này nè bị thiêu đốt ở trong địa ngục nó cũng lâu, lâu ơi là lâu. Và sau khi trở lại làm người đó thì 14 kiếp, 14 kiếp là 7 cái cậu bé này nè, kiếp nào sanh ra cũng vậy đó, cũng bị bỏ đói 7 ngày vậy. Yeah, bị bỏ đói 7 ngày. À, nhưng mà cũng may mắn là vì cái con kỳ đà nó không chết đó, thành ra đó là bị bỏ đói 7 ngày nhưng mà không chết. À, không có chết. Đó là cái nhân, cái duyên của ba cái sự kiện, là ba câu chuyện đó. Thì sau khi Chư Tăng nghe Đức Thế Tôn trình bày vậy xong, cái Chư Tăng nhỏ chứ bạch ngài, nếu vậy đó thì cái khi một con người đã tạo ác nghiệp rồi đó, à, thì dầu cho bay lên trên trời nè, hay là lặn xuống dưới biển nè, hoặc là trốn vào trong núi nè, à, cũng không có thoát được cái quả của cái nghiệp ác đó, phải bạch ngài. Cái Đức Thế Tôn ngài dạy nói, à, này các thị kheo, đúng vậy. À, bất cứ nơi đâu như là trên trời chẳng hạn thì cũng không có cái chỗ trú để tránh khỏi cái quả của ác nghiệp mà mình đã tạo. Nói vậy xong ngài mới thuyết cái câu kệ là na antalikhe na samudamache na papa anang quý quả răng ta quý xá na quýt cha tê xô cha ga tiếp pa đề xô giáp thích thị tô mút chày á pa pa cam mà. Câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: không trên trời giữa biển, không lánh vào núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Còn ngài Tâm Cao thì dịch là: cho dù bay vút lên trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Yeah. À, chúng tôi cố tình giảng cái duyên sự của cái câu kệ này đó dài ra vậy, vì rằng đó khi chúng tôi giảng cái câu kệ này, chúng tôi đã có nói đến cái tâm lý tạo các ác nghiệp đó, để bà con chúng ta thấy đó là khi một người tạo ác nghiệp nè, một người tạo ác nghiệp đó xin thú gì, thì cái tâm ác của họ đó sanh lên nhiều 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 lần, rồi bắt đầu đó mới dẫn đến hay là mới biểu hiện qua miệng ác hay là thân ác. Từ cái chỗ đó đó họ mới phải bị gặt cái quả ác hay là cái quả khổ đó đó trầm trọng nhiều. Và rồi chúng tôi cũng có nhấn mạnh đến cái chỗ luôn là gì, đuổi cùng giết tận nè, và còn tha cho người ta cái con đường sống. Nếu mà đuổi cùng diệt tận đó thì cái quả khổ nó trổ đến mình nó còn khốc liệt dữ nữa, còn tha cho người ta con đường sống đó thì mình vẫn còn có cái kẽ hở để mà sống được. Còn ác nghiệp thì bà con chúng ta cũng đã hiểu, đã biết hết rồi. Ác nghiệp ở đây đó là gì? Papa Kamma, nghiệp ác. Thì nghiệp ác đó là có 10 nè: thân tam, khẩu tứ, ý tám. Thân tam đó là sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm. Khẩu tứ đó là nói láo nè, nói hai lưỡi nè,
nói độc ác này, và nói giết thời gian, tức là nói nhậm với vô ích. Ý ác đó là tham ác này, sân ác này, là cái ác. À, thì ba cái nghiệp ý ác này nè, xin thưa quý vị đó, nó trổ quả là khiến cho cái đời sống của mình nó xáo trộn. À, nhưng mà để gặt hái những cái quả tàn khốc giống như là ba cái câu chuyện này nè, thì ý ác đó phải được hiện bày qua thân ác, tạo ác. À, thì lúc đó đó, cái quả ác đó, mình mới cái quả ác đó nó mới trổ một cách đó là khốc liệt, mạnh bạo. À, thì ở đây đó chúng ta ba cái câu chuyện này nè, chúng ta thấy ra đều liên quan đến thân thôi. Liên quan đến thân thôi là dìm người cho chết nè, dìm con chó cho chết nè, rồi là gì, thiêu sống con bò nè, rồi là gì, nhốt cái con kỳ đà đó cho nó ngất ngư, nó gần chết. Ý ác đó đều thể hiện qua thân ác thôi, mà chúng ta chưa có thấy đó là khẩu ác. Vậy thì cái hậu quả của khẩu ác đó là nó khốc liệt đến như thế nào, xin thú vị. Ở trong, cũng ở trong chú giải của Pháp Cú này có một cái câu chuyện. Cái câu chuyện nói về ông trưởng giả mà có núi vàng đó, xin thú vị. Cứ cần tiền đem cái cuốc ra sau núi đó, cuốc mấy cái đó là hốt đống vàng vô xài. Ông này có ba người con đó. Quý vị nhớ cái câu chuyện đó không? Là tiền nghiệp của ổng đó, ổng là một cái người thợ kim hoàn. Một lần nọ ổng cãi lộn với bà vợ, bực tức, đang bực bội tức tối. Thì ngay khi đó có một vị tỳ kheo đi ngang qua kêu gọi thiện nam tín nữ đó, ai có lòng hảo tâm đó đóng góp để xây cái bảo tháp thờ xá lợi của Đức Phật Ca-sa-pa. Thì ngay khi đó ổng đang tức tối bực bội bà vợ mà, thì theo quý vị đó là ổng trả lời cho cái vị tỳ kheo đó như thế nào? Trả lời bằng sân tâm mà nha: quăng ông Phật của ông xuống sông đi. Thì đây là theo quý vị có phải là khẩu ác nghiệp không? Nói lời độc ác nè, nói láo nè, nói hai lưỡi nè, nói lời độc ác là cái loại khẩu nghiệp thứ ba. Thì cái hệ quả sao, xin thú vị? Ông đọa xuống địa ngục rất là lâu ha, sau khi thân trở lại làm người đó, bảy kiếp ra bị người ta quăng xuống sông. Quý vị nhớ cái câu chuyện này không ạ? Thì đó là khẩu ác nghiệp. Nói có một câu vậy thôi, xin thú vị, mà cái hậu quả đó, gặt hái, bị chịu đó, vô cùng nặng nề. Đó là bị đọa địa ngục rất là lâu nè, rồi kia mà trở lại làm người đó, cứ sanh ra bị người ta quăng, sanh ra buồn buồn bị người ta quăng xong. Thì thử hỏi bà con chưa, cái đầu tư vậy đó, cái đi buôn vậy đó có nên hay không? Không nên chút nào, quá là lỗ lạ. Quá là lỗ lạ. Mỗi một cái hành động của mình bằng thân hay là bằng lời là xem như mình đang gieo một cái hạt. Cái hạt mình gieo đó đó, xin thú vị, nó cái lượng thời gian để cái hạt đó nó trổ quả. Có cái lượng thời gian để hạt nó trổ quả, thì cái lượng thời gian đó đó ở trong kinh mới gọi là gì? Quả chín mùi á. Đó là đến thời kỳ đủ chín mùi của nó đó thì nó sẽ trổ quả. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, mình mà trồng một cái hạt lúa xuống đó, mình thấy đó là nó ra rất là vừa có loại gì, hạt lúa nè, lá lúa nè, cành lúa nè, thôi nói cây xoài đi, mình trồng một hạt xoài xuống nè, nó ra thân xoài nè, cành xoài nè, lá xoài nè, bông xoài nè, quá trời cái quả xoài luôn. Điều đó có nghĩa là sao? Một khẩu nghiệp mình tạo, một thân nghiệp mình tạo,
mình sẽ cho ra quả đó, nhiều lần vậy đó xin thú vị. Đấy, nhiều lần vậy đó. À, và có ai đó mà mong muốn mình sẽ phải bị chịu cái quả khổ liên tục vậy không xin thú vị? Không. Có ai mà từ chối cái quả thiện nó trổ liên tục đến mình xin thú vị? Chắc cũng không. À, ai cũng mong muốn rằng cái quả thiện nó trổ liên tục đến mình, và ai cũng mong muốn rằng cái quả khổ đó nó đừng có trổ đến mình. Đó thì rong mong muốn cái quả khổ nó đừng trổ đến mình thì đừng có tạo cái nghiệp. À, mong muốn cái quả thiện nó trổ đến mình thì phải tạo cái nghiệp thiện. Nhớ tạo đến cái nghiệp thiện. À, thì khi mình nhận ra phương diện này, nhân quả, quả nhân vậy đó, nhân ác, à, nhân xấu nó cho cái quả khổ đau mình mong muốn, nhân thiện, nhân lành nó cho cái quả an vui hạnh phúc mình muốn, thì mình nên lánh xa cái nhân ác và làm cái nhân thiện. Hiểu rõ ràng rành mạch về tính nhân quả nghiệp báo vậy đó, từ đó đó mà gì, từ bỏ đi thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Thì theo quý vị thì mình từ bỏ được thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, thì lúc đó mình sẽ thành tựu được cái gì? Thành tựu được giới quẩn. Dạ, thành tựu được giới quẩn. Thì khi mà thành tựu được giới quẩn thì theo quý vị đó là mình đã đổi đời chưa? Đổi đời. Thành tựu được giới quẩn thì tức là trở thành bậc thánh, hay tối thiểu cũng là tu đạo quẩn. Đó, do đó khi sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng xong cái câu kệ này, ba cái nhóm tỳ kheo này nè, hiểu theo nhân quả nghiệp báo vậy đó. À, cho nên đó là cả ba nhóm này đều chứng đắc được đạo quả. Ê, bà con chúng ta cùng với chúng tôi là mình chưa có cái khả năng để thành thánh được đó, thì khi mình nghe mình học cái câu kệ vậy đó, mình nhận ra được cái quả của ác nghiệp đó nó khủng khiếp quá, cái nhân ác nghiệp đó nó khủng khiếp quá. Mình không có mong muốn mình bị mình rơi vào những cái trường hợp giống vậy, thì ráng cố gắng thu thúc gìn giữ tam hạnh, ráng cố gắng thu thúc gìn giữ cái thân hành, ráng cố gắng thu thúc gìn giữ cái miệng, tức là cái khẩu hành. Cái ý đó thì khó, xin thưa quý vị, ý khó lắm. À, thì từ cái chỗ đó mà mình thu thúc gìn giữ được cái miệng của mình ha, không nói láo, không nói hai lưỡi, không có quát tháo nói lời độc ác đó, không có tám, không có làm bà tám đó, thân của mình không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm. Nhờ đó nó từ từ đó, cái mình sẽ thu thúc gìn giữ được cái ý hành. À, thì lúc đó mình sẽ từ bỏ được thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Và ước mong tất cả chúng ta đều có thể từ bỏ được thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, để có thể chuyển tộc, đổi đời, từ bỏ cái phàm phu tính này sang thánh tính, thánh tính. Và ước mong tất cả chúng ta đều đạt được như vậy. Xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 127 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng bà con chư Phật tử, mong quý vị được thanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo của thời giảng này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được xin hãy tùy hỷ với công đức này để được tiếng quá an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được rộng vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư.
Dạ, chúng con kính thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba buddha na pha vena sada sati vong van tu te. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba dhamma na pha vena sada sati vong van tu te. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba dhamma na pha vena sada sati vong van tu te. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba dhamma na pha vena sada sati vong van tu te.